Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu cho anh em tham gia một channel góp get nhận một token có hiệu lực JKB, giá trị tương đương cho dự án này của khoảng là 100 đô các bạn. Token này để dự án thôi các bạn. Để tham gia hôm nay mình link phần link mô tả dưới video mình hoặc là join vào kênh Aerob một anh em emo của mình các bạn copy link này giúp mình nha các bạn. Thì nhiệm vụ các bạn phải connect với join link các bạn, thì các bạn mở địa chỉ với join link các bạn ra nè. Các bạn qua bấm chọn qua nút mi các bạn. Rồi sau khi các bạn chọn nút mi xong thì các bạn lướt xuống nữa. Các bạn chọn vào add future nè các bạn. Rồi các bạn chọn vào dash để browser nha các bạn. Rồi bạn bắt cái link nó vào giúp mình các bạn. Rồi bạn gỡ nữa các bạn. Rồi bạn chỉ bấm gỡ thôi các bạn thì nó tự động nó connect tới với cho link của tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì nó chữ claim fee một token JKB nè các bạn. Bạn bấm vào nha các bạn. Bấm vào claim nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm continue các bạn. Các bạn phải khai báo mở mật khẩu mình với cho link mình ra nha các bạn. Không có sao các bạn, không có còn không có mắc token trên với cho link các bạn đâu, đừng sợ nha các bạn. Giờ bạn bấm done nha các bạn. Sau khi bấm done xong thì nó có một cái link ghép cho các bạn copy cái link ghép này chia sẻ cho bè và người thân nha các bạn. Ok, vui đi. Con này đang mấy heo nha các bạn. Một tôi cần có khoảng 1.000 đô. Ê, một tôi cần DPKT bằng khoảng 1.000 TX nha các bạn. Email khoan các bạn mình dịch các bạn. Ok, nhiệm vụ của bạn như vậy thôi bạn. Sau này tôi cần sau khi cho chúng xin ai góp này con tôi cần nó bán email xong thì tự động nó phân phối ngay tất cả các bạn. Còn 8 ngày nữa kết thúc nữa bạn. Vậy video này em kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé. Yeah.